Xin chào quý vị và các bạn. Đây là sân Kenilworth Road. Đây là nơi mà đội chủ nhà Luton Town sẽ hy vọng cản bước được Arsenal giành chiến thắng thứ tư liên tiếp của họ ở Premier League của họ Carlton Morris, người chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị ngày hôm nay. Người đá dự bị cho Jesus trong trận này là Nketiah. Quả ném biên nhanh, Bukayo Saka, Martinelli và... không cho Arsenal. Và đó lại là một bàn thắng đến từ một tình huống cố định, xuất phát từ quả ném biên. Gabriel Jesus đã thực hiện quả ném biên rất nhanh. Một sự thực dụng đáng kể được các học trò của Mikel Arteta thể hiện trong pha bóng này. Saka ngay lập tức nhìn thấy Martinelli di chuyển và tung ra đường chuyền thuận lợi. Rất đáng khen cho tình huống tận dụng này của Jesus, Saka và Martinelli. 1-0 cho Arsenal. Và đây là pha kiến tạo thứ 6 của Bukayo Saka. Jakub Kivior. Pha làm tường, dứt điểm. Calvert đã không thể thoải mái dứt điểm. Jesus. Pha xử lý kỹ thuật của Gabriel Jesus của Luton Town. Rất nguy hiểm. Vào! Một đều cho Luton Town. Gabriel Osho là người đã đánh đầu ghi bàn cho Luton. Lại xuất phát từ cái chân trái quen thuộc của Anfi Dati, người tạo ra nhiều cơ hội từ các pha bóng cố định nhất của Luton mùa này. Một pha bóng mà những cầu thủ cao nhất của Luton Town đã làm nhiệm vụ để ngăn cản những cầu thủ phòng ngự tốt nhất bên phía Arsenal và mở ra cơ hội cho Gabriel Osho. Odegaard, Martin Odegaard, Jesus dứt điểm, không vào. Một pha xử lý ở phạm vi rất hẹp của Gabriel Jesus. Jesus luôn nổi tiếng với khả năng xử lý bóng. Và cướp bóng rất tốt của Gabriel Jesus. Cơ hội dành cho Arsenal. Martinelli ở phía sau. Martinelli chân trái, không vào. Hẹp. Một là trước cú dứt điểm của Jesus và vừa rồi đến lượt Martinelli bị từ chối. Pha xử lý rất nhanh bằng chân trái của Martinelli. Ngay khi vừa mở được góc sút, cơ hội lên bóng dành cho Arsenal. Bukayo Saka dứt điểm, không vào. Thêm một pha cứu thua của Kaminski. Động tác đi bóng và dứt điểm rất thuần thục của Bukayo Saka. Amaribel đã bị đánh lừa hoàn toàn so với chỉ một bên phía đội chủ nhà. Ben White đứng chuyền bóng, Jesus vào. 2-1 cho Arsenal. Đường chuyền rất tốt của Ben White. Đây mới là pha kiến tạo đầu tiên của Ben White tại Premier League mùa này. Và nó giúp cho Gabriel Jesus có được bàn thắng thứ hai của mình.
Một pha bấm bóng vào bên trong, đường chuyền điểm rơi rất tốt. Jesus đã chiến thắng Cabore trong pha băng vào để chiếm lĩnh khoảng không. Mengi quyết định dứt điểm bằng chân trái. Pha xử lý khá gọn gàng của Tedden Mengi. Đánh đầu! 2-0! Sau 14 trận đầu tiên, Arsenal chỉ thủng lưới có 2 bàn từ các pha bóng cố định. Nhưng chỉ riêng ở trận đấu này trên sân Kenilworth Road, họ đã phải nhận đến 2 bàn thua đều từ các quả phạt góc. Lại là Anfi Dafti thực hiện một quả treo bóng. Và thêm một lần nữa, hàng thủ của Arsenal đã không thể theo kèm với cầu thủ áo đỏ. Declan Rice là người đã không theo kèm được Adebayo pha bóng này. Cách tấn công rất đơn giản. Luton của Rob Edwards. Thasen. Barkley rất nguy hiểm và tỷ số được nâng lên 3-2 cho Luton Town. Sinh nhật tuổi 30 của Ross Barkley và nó trở nên thật ý nghĩa với bàn thắng này. Quá bất ngờ với những gì đang diễn ra ở sân Kenilworth Road. David Raya đã bị đánh bại từ một góc sút hẹp. Ross Barkley dũng mãnh vượt qua hai tiền vệ trung tâm của Arsenal. Tiếp tục phối hợp với Andros Townsend. Opene cũng sẽ được sử dụng. Jesus đường chuyền cho Havertz. 3-0. Một cơn mưa bàn thắng đang diễn ra tại Kenilworth Road. Thêm một lần Gabriel Jesus in dấu giày vào pha lập công cho Arsenal. Bây giờ thì ca vớt mới lên tiếng. Thêm một lần nữa chúng ta được thấy khả năng giữ thăng bằng rất tốt của Gabriel Jesus trước sức ép từ hậu vệ cao to của đối phương. Anh vẫn có thể đánh bại Tedden Mengi và kiến tạo cho ca vớt. Một ngày thi đấu ấn tượng của Gabriel Jesus. Xung quanh Ross Barkley có đến 4 cầu thủ áo vàng nhưng anh vẫn mạo hiểm. Odegaard! Bóng nằm gọn trong đôi tay của Kaminski. Đi bóng cắt vào trong. Sút bóng! Không được! Một quả phạt góc cho Arsenal. Pha vùng chân rất nhanh của Leandro Sosa. Vẫn là đội khách. Zinchenko. Havertz đánh đầu. Suýt nữa thì Havertz đã có một cú đúp trong trận này. Kaminski vẫn đang chơi rất hay. Dù cho anh đã phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần. Vừa rồi đã là tình huống cứu thua thứ 6 của thủ môn người Bỉ. Sút bóng. Pha dứt điểm từ xa của Leandro Tosa.
Nhưng ở góc quay này thì có thể thấy nếu như bóng có đi trúng khung thành, nó cũng sẽ bỏ. Đường chuyền của Odegaard, đánh đầu! Declan Rice! 4-3 cho Arsenal! Như tôi đã nói, những giây cuối cùng, những phút bù giờ, những khoảng thời gian sau phút 90, Arsenal là vị vua của Ngoại hạng Anh ở khoảng thời gian này. Đây đã là lần thứ 5 họ ghi bàn trong khoảng thời gian bù giờ sau phút 90. Một lần nữa Declan Rice trở thành người hùng của Arsenal. Những sự lặng thinh trên khán đài ở những góc sân của cổ động viên đội chủ nhà đã cho thấy sự thất vọng của họ. Niềm vui vỡ hòa với các cổ động viên của Arsenal đối lập hoàn toàn với sự chết lặng của các cổ động viên chủ nhà. Arsenal đã rất bình tĩnh để dàn xếp trong pha bóng này, và Declan Rice thì hoàn toàn không việt vị. Rice đã chiến thắng được Gabriel Ochoa. Đường chuyền của Odegaard đơn giản là hoàn hảo. Bàn thắng thứ 3 của Declan Rice tại Ngoại hạng Anh mùa này. Và thêm một bàn thắng nữa, nó trực tiếp mang về 3 điểm cho Mika Arteta và các học trò, khi mà thời gian còn dạ lại là quá ít. Hết giờ rồi, 3 điểm đã thuộc về Arsenal. Trận thắng thứ 4 liên tiếp của thầy trò Mika Arteta, và Declan Rice là người hùng của Arsenal ở trận này. 4-3 là kết quả cuối cùng của trận đấu giữa Luton Town và Arsenal. Một trận đấu rất hay, rất hấp dẫn và rất nhiều bàn thắng. Quà tặng cuối năm từ K+, app K+ ưu đãi lớn, giảm tới 50%.